Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đấy ạ. Thì tiêu đề video hôm nay là em giới thiệu đến các bác bộ tam sự đỉnh nến. Thì như cái video hôm trước em đã đăng cho các bác xem về bộ tam sự đỉnh hạc rồi, thì hôm nay em sẽ đem đến cho các bác một bộ tam sự đỉnh nến để các bác có thể cân nhắc là mình sẽ chọn bộ tam sự nào. Thì trước tiên là em sẽ cho các bác xem qua về sản phẩm bên em, về các đường vân họa tiết bên em sẽ thiết kế như thế nào. Thì các bác cùng xem này. Đây là con ngây vườn cầu và ngậm ngọc. Đây là viên ngọc đang ngậm ở trên lưỡi của nó. Các bác có thể xem vẻ mặt rất là dữ tợn đó. Chỉ có những người thợ lành nghề với tay nghề 15-20 năm như bên em thì mới có thể đúc được như thế này. Những cái họa tiết nó sắc nét như thế này. Đây các bác cùng xem bên trong này. Bên trong này là những cái ngày lễ Tết là các bác có thể bỏ trầm vào để các bác xông trầm, xông trầm cho gia đình nhà mình lấy may mắn. Thì bộ hôm nay em giới thiệu đây là em làm cho một làm theo yêu cầu của khách bên em, thì em là sẽ làm chữ Việt. Thì các bác có thể nhìn thấy chữ Việt, đây là chữ Phúc Lộc Thọ bằng chữ Việt. Và đây là một bộ họa tiết đơn giản cho những cái bác mà mình thích đơn giản, hoặc là mình không phải là con trưởng trong gia đình, thì mình sẽ dùng những cái bộ hoa sòi. Bởi vì đa số khách em bán ra là dùng hoa sòi. Hoa sòi là dành cho những người mà mình thích một sự đơn giản, mình không thích cầu kỳ. Và mình cũng không phải là con trưởng trong gia đình, mình chỉ là con thứ thôi, thì mình chỉ cũng thành kính với gia tiên, thì mình cũng có thể đầu tư một bộ đỉnh hoa sòi, một bộ đỉnh đồng hoa sòi. Còn xong đây là các bác sẽ xem nến trơn. Thì đây là mẫu nến chỉ có mình chữ Thọ thôi ạ. Chữ Thọ và không có họa tiết. Thì nó sẽ hợp với những cái bộ hoa sòi là mình sẽ dùng nến không họa tiết. Bởi vì đa số là như vậy. Còn bộ đỉnh song long trầu nguyệt thì mình sẽ dùng nến có họa tiết luôn. Thì nó sẽ đồng bộ. Thì đây là bộ hoa sòi. Bộ em đang quay cho các bác đây là có chiều cao là 60cm. Và em cũng có rất nhiều những cái bộ đỉnh đồng ngũ sự phù hợp với các bác, từ bàn nhỏ cho đến bàn to. Thì bộ thấp nhất bên em là có đỉnh đồng là cao 40cm và to nhất là cao 70cm. Thì tùy thuộc theo kích thước bàn thờ nhà mình. Thì các bác nào mà quan tâm thì các bác để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ chủ động gọi điện tư vấn cho các bác xem cái kích thước bàn thờ nhà mình sẽ phù hợp với bộ nào, thì em sẽ tư vấn cho các bác một bộ chuẩn nhất. Còn các bác muốn liên hệ trực tiếp với em thì các bác gọi qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.